Dừng lại ít phút để xem hết video này. Đây là phương pháp giúp các bác nuôi tôm cá thành công. Hai anh em chúng tôi xuống thực tế kiểm tra một cái lồng cá bị bệnh, đó là trường hợp là loét người, mất đuôi, thối người, loét mình và chết rất là nhiều. Thì hai anh em chúng tôi xuống kiểm tra và anh em tôi có một cái giải pháp, đó là sản phẩm đó là Vua Diệt Nấm 365. Đây là một sản phẩm thế hệ mới và đầu tiên trên thị trường và chúng tôi cam kết hiệu quả 3 đến 5 ngày sử dụng. Này 250mm để chúng ta chia làm 3, bởi vì cái đàn cá này chúng ta đang có khoảng gần 1 tấn thôi. Thì chúng ta trộn này, đây dung dịch công ty sản phẩm đây. Thì sản phẩm này chúng ta trộn hòa nước tan, thì sau đó chúng ta trộn với lại cám làm sao cho đều thuốc nhất có thể. Trộn với cám này chúng ta trộn đều và chúng ta ủ trong thời gian là 30 phút. Sau đó chúng ta bắt đầu là cho cá ăn, chúng ta ăn duy trì liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày. Để giúp bà con tăng năng suất trong cái vụ mùa sắp tới thì hiện tại công ty thủy sản 365 chúng tôi đang có chương trình, khi các bác mua 3 lọ diệt nấm này, chúng tôi sẽ tặng các bác một chai bổ gan như thế này. Thì cái bổ gan này có cái tác dụng đó là giúp cái đàn cá các bác giải độc gan và tăng năng suất, tăng sức đề kháng các bác nhé. Đấy, thì trong cái chương trình khuôn khổ ngày hôm nay thì chúng tôi có chỉ còn 59 phần quà duy nhất trong ngày hôm nay dành tặng cho những cái bác may mắn. Chúng ta hãy để lại số điện thoại bên dưới thì công ty chúng tôi sẽ có cái bộ phận kỹ thuật hỗ trợ các bác nhé. Và kính chúc các bác nuôi tôm cá thành công nhé.